Thời gian qua, mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Sa đã phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần làm xanh sạch đẹp môi trường mà còn tạo được nguồn quỹ để hỗ trợ các hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ lúc thành lập cái mô hình này thì Hội Phụ nữ cũng đã xác định là làm mô hình ngôi nhà xanh để thu gom phế liệu tái sử dụng và tái chế. Thứ nhất là nhằm giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường. Thứ hai là làm cái này để gây quỹ giúp đỡ hội viên nghèo ở trong thôn. Mình đặt là mỗi thôn là 2 ngôi nhà xanh. Tùy theo điều kiện với lại ở các hàng quán, mọi người có thể ủng hộ. Ví dụ chúng như mình đi quyên góp bằng cái phế liệu và bảo vệ môi trường. Xuất phát từ thực tế trong sinh hoạt hàng ngày với các loại phế liệu như vỏ lon, chai nhựa, bìa cắt tông, sau khi sử dụng thường được vứt bừa bãi, vừa lãng phí vừa ảnh hưởng đến môi trường. Nhận thức được điều đó, bắt đầu từ đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai phát động và ra mắt mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu để gây quỹ. 9 ngôi nhà được thiết kế bằng khung thép chắc chắn, có khóa, bọc lưới sắt xung quanh và được đặt tại các thôn, có quầy tạp hóa, nhà thờ để tiện cho người dân bỏ phế liệu hàng ngày. Công việc này được triển khai gắn với việc phân loại rác thải tại nguồn nên cũng thuận lợi trong việc thu gom. Thông qua mô hình này, nhằm tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung tay phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, không vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, nhất là các loại rác thải nhựa, hạn chế dùng các vật dụng sử dụng một lần, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Từ ngày bên phụ nữ rác thùng này là tôi với chị em trong hàng xóm mình lượm được vé chai mình bỏ trong này để bảo vệ được môi trường với xung quanh nhà được sạch sẽ. Mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Sa hiện nay đã mang lại hiệu quả thiết thực với phương châm việc làm nhỏ tác động lớn. Mô hình đang góp phần bảo vệ môi trường, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hội trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Trung bình mỗi lần thu gom và phân loại, ngôi nhà xanh thu được từ 1 triệu đến 1 triệu 300 ngàn đồng. Mình uống nước rồi mình cũng bỏ đây. Đó là bộ ô nhiễm môi trường, đó là phần của phụ nữ. Thành công từ mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ, giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Sa đã tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ cũng như bà con nhân dân tại địa phương tham gia. Đây là một phong trào thực sự ý nghĩa, tác động tích cực đến ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hội viên phụ nữ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của mọi người trong thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình, bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.